Tôi đang trên đường di chuyển á, khoảng 1 tiếng nữa tôi tới. Vậy nha. Ủa, hello anh. Cô đi tới trạm xe buýt hả? Lên xe đi, tôi chở nè. Thôi, tôi không dám làm phiền anh đâu. Không sao đâu, cứ lên xe tôi chở đi, tôi cũng tiện đường mà. Anh tính chở tôi ra bãi biển lần nữa hả? Trời ơi, cô thù dai vậy luôn hả? Yên tâm đi, không sao đâu, lên đi. Ngoài trời nắng lắm á. Chở tôi tới trạm xe buýt thôi nha. Được rồi. Ôi, nắng muốn điên người luôn á. Ông trời muốn chi người ta luôn hay gì vậy trời. Đi không chịu mang theo dù, trách ông trời. Nãy giờ còn chảnh không thèm lên xe đó chứ. Không phải tại vì tôi chảnh đâu nha, tôi sợ anh chở tôi ra bãi biển lần nữa hay đó. Trời, cô thù dai dữ vậy. Cô đã thù được tôi rồi mà. Bật đài nghe nha. Được. Ủa, mưa rồi. Thì đúng rồi, nắng lắm thì mưa cũng nhiều chứ. Cô bị gì vậy? Cho má, thò tay ra cho mưa tạt vô cho má nè. Tôi tưởng cô bị gì không chứ. Ướt quá nè. Hả? Alo, tôi nghe. Phải gì không? Nói gì biết nói sao giờ. Đương nhiên rồi, bạn gái là quan trọng nhất chứ. Hay quá ha. Bộ không có người yêu á là mình chết thì buồn hả? Hẹn cho đã rồi giờ hủy. Thôi nha. Bỏ qua cho lần này á. Anh muốn bị bạn cho leo cây hả? Thì trời mưa, cho nên bạn qua bên chỗ bạn gái đó rồi. Còn cô thì sao? Bạn của tôi thì nó qua bạn trai nó rồi. Bởi vậy mấy đứa có người yêu nó vậy đó. Có bồ là bỏ bạn hết à. Đúng đó. Bây giờ cô muốn đi đâu? Anh cứ chở tôi ra chợ xe buýt đi, xong rồi tôi bắt xe quay trở về nhà nằm ngủ nướng hơn. Nếu vậy chúng ta tìm chỗ nào chơi đi, cô thấy sao? Đi đâu vậy? Đi bệnh viện đi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa biết bệnh viện à. Đi chơi trước bệnh viện. Tôi đã giỡn á. Ê, không có đi công viên không? Vậy cũng được, ý hay á. Đi. Tự nhiên trời đang nắng chang chang mà mưa xuống một cái. Mà cũng mát quá ha. Đúng rồi, nhờ về mát á. Mà không biết phải tới mùa mưa chưa ta? Chắc tới rồi. Phải hỏi mới biết chắc được. Dạ alo chị ơi, cho em hỏi phải đài khí tượng không ạ? Dạ, em muốn hỏi là hôm nay có phải vô mùa mưa rồi không chị? Dạ vậy hả, em cảm ơn chị. Chính xác luôn, vô mùa mưa rồi đó. Bộ cô thích mưa lắm hả? Ừ. Mưa từng con phố, có nhớ mong sáng ai đi cuối thu đông về. Hè sáng vội vàng quá. Trời mưa không biết sao tự nhiên nhanh đói bụng ghê. Đói bụng quá à. Cô đói bụng chưa? Cũng hơi đói đói. Vậy mình đi ăn hả? Ừ. Đi. Đi. Sao rồi? Họ nói là hết chỗ rồi. Trời mưa đi khách vô đông lắm. Vậy hả? Cũng đúng. Ở đây mà lỡ đường vô đây cũng thích mà. Tôi nghĩ quán này chắc cũng đông cứng nhắc vậy thôi. Bây giờ cô muốn sao? Sao cũng được. Tôi nghĩ sợ lát nữa là kẹt xe đó. Hay là bây giờ mình về nhà? Vậy đi. Vậy tôi lấy xe nha, cứ đợi nha. Người vậy mà ù lì thế ớ. Bộ cô thích mưa lắm hả? Ừ, tôi thích ngắm mưa lắm. Tại vì á, mỗi lần trời mưa tôi có rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm với mưa hả? Ừ.
mùa mưa nào chẳng xảy ra đều có nửa năm. Vậy thì cô làm gì? Nhậu. Mùa mưa nào tôi cũng nhậu hết á. Đi nhậu hả? Ừ. Ba năm trước. Bài này hay nè. Đèn to to lên. Mới hơn 20 tuổi đầu mà tối ngày đi nhậu vậy hả? Ủa thì tại vì mỗi lần trời mưa thì trời má rất là hợp với đi nhậu. Anh không thấy vậy hả? Tôi á, tôi không thích đi đâu. Thôi khỏi luôn phải hỏi là biết rồi. Chắc chắn anh á là chỉ lo học xong rồi vô bệnh viện làm thôi đúng không? Đói bụng quá, hay là mình đi kiếm gì ăn nha. Ừ, cũng được. Ừ, hết kẹt xe rồi kìa. Ồ. Ồ, hết mưa luôn rồi. Ờ, đúng rồi. À mà nè. Ừ. Mưa đầu mùa năm ngoái á, cô làm gì vậy? Mưa đầu mùa năm ngoái hả? Ờ. Thì cũng giống như mưa đầu mùa mọi năm thôi. Anh đoán đi. Đừng nói tôi có đi nhậu nha. Nói đó. Đi nhậu thiệt hả? Nhưng mà nhậu ở đâu? Thật sự luôn á là không nhớ nổi. Trời ơi. Xỉn quá luôn á. Để coi. Hình như là mưa đầu mùa năm. Hình như chắc lúc đó tôi làm khùng làm điên ngoài công viên á. Công viên Tao Đàn hay sao á? Công viên Tao Đàn. Nè, cô nhắc tôi mới nhớ nha. Hình như năm ngoái tôi có mặt ở đó đó. Chị, giỡn với tôi hả? Thiệt, tôi đi gặp một người bạn. Mà đó cũng là lần nhớ đời của tôi luôn. Tôi gặp một cô gái làm khùng làm điên ngoài đường vậy đó. Anh đang chọc tôi phải không? Sao mà trùng hợp vậy được? Nè, đừng nói cô gái đó là cô nha. Anh giỡn mặt với tôi hả? Dạ em sắp tới rồi. Dạ. Tại kẹt xe quá. Dạ dạ dạ. Rồi em tới liền, tới liền. Con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Ba con không dám nữa. Thôi mà đi về đi. Cái anh kia. Hãy giờ tôi để anh. Tôi hơi bị nhiều mỏi. Mỏi gì vậy chứ dạ? Vậy tôi à, ba xin phép ba tôi đây. Ba gì gấp sức một cái gì xoay lên là lại quá sức rồi. Ba về đi.
quên.